bài ca hy vọng của Văn Ký, Những cánh chim chào đón tương lai. Nhạc sĩ Văn Ký sinh năm 1928, mất năm 2020, là tác giả của hơn 400 ca khúc cách mạng, trữ tình quê hương. Trong đó, bài ca Hy vọng khơi gợi tinh thần yêu nước, cả thời chiến lẫn thời bình. Khi sáng tác nhạc phẩm năm 1958, nhạc sĩ vừa tròn 30 tuổi, trái tim trong sáng, giàu nhiệt huyết, sự bơm đạn chiến tranh, ông đã vẽ bức tranh nên thơ với những chấm phá ẩn dụ tài tình. Hình ảnh đàn chim bay giữa gió xuân về phương Nam vừa tạo ra sợi dây tình cảm kết nối giữa hai miền Nam Bắc, vừa gieo hy vọng về một tương lai tươi sáng. Từ đôi chim bay đi tiếng ca rộn ràng, cánh chim xào xuyến gió mùa xuân, gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ. Bài hát chỉ vẻn vẹn 8 câu, nhưng đi vào lòng người nhờ giai điệu, ca từ đẹp. Nhiều người nghe cho rằng đôi chim bay ngụ ý ca ngợi tình yêu son sắt, thủy chung thời chiến. Tuy nhiên, nhạc sĩ từng nói, khi sáng tác, tôi đặt mình vào một vị trí khác, không đơn thuần là tình cảm bình thường, tình yêu lời lứa, mà là xúc cảm tự nhiên bật lên, biến suy nghĩ của mình hướng tới những điều lớn lao, tươi đẹp của dân tộc, mà ngay chính tôi cũng không hình dung được. Vì vậy, ở đoạn sau, nhạc sĩ vẫn chọn hình ảnh đàn chim, nhưng mang tâm thế khác. Đàn chim bay cùng ta cất cánh, ngụ ý về bước chuyển mình của dân tộc, nhất định giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Những hình ảnh, ánh sáng chương trời mới đang vườn chiếu, gió, mưa, buồn thương và mây mù sẽ tan, vẽ ra tương lai tốt đẹp. Ca khúc gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ như Trung Kiên, Lê Dung, Quang Thọ, Khánh Linh, vân vân. Tuy nhiên, nhạc sĩ Văn Ký tâm đắc nhất với bản thu đầu tiên của Khánh Vân. Nhạc sĩ Văn Ký từng nói, các chiến sĩ yêu thích ca khúc bởi họ luôn tin tưởng vào tương lai, có niềm tin chiến thắng. Bản chép tay ca khúc cũng được lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam như chứng nhân cho một thời hào hùng của dân tộc. Theo Hà Thu, thời lượng của video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.